Ngọc Sơn được khen vì hành động rõ ràng với học trò, điều mà ekip mẹ nuôi chưa làm được, tuyệt vời thầy Sơn. Trong một chia sẻ mới đây nhất, Ngọc Sơn đã cho biết con số cát xê của Hồ Văn Cường ở thời điểm hiện tại. Trong năm 2021, Hồ Văn Cường là một trong số những cái tên được khán giả đặc biệt quan tâm, từ ồn ào tiền cát xê với mẹ nuôi Phi Nhung cho đến cách hành xử sau khi cố ca sĩ vĩnh viễn ra đi. Sau một thời gian im lặng, tháng 12 năm 2021, Hồ Văn Cường chính thức tái xuất sân khấu sau thời gian dài vắng bóng. Nam ca sĩ được sự hỗ trợ từ danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thủy. Nhiều khán giả tò mò rằng, với sự đỡ đầu từ Ngọc Sơn và Bầu Thủy thì mức cát xê mà Hồ Văn Cường nhận được trong những chương trình gần đây sẽ là bao nhiêu. Mới đây danh ca Ngọc Sơn đã có những tiết lộ vì vấn đề này. Bầu Thủy và danh ca Ngọc Sơn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường. Theo đó trả lời báo Thanh Niên, Ngọc Sơn cho biết đây là chuyện tế nhị, anh và Bầu Thủy giúp đỡ Hồ Văn Cường bằng cách tạo ra những chương trình cho cậu bé hát. Không phải là cộng theo, không phải là mang theo những chương trình của Ngọc Sơn mà chính là chương trình của Cường, có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay, Ngọc Sơn cho biết. Ngọc Sơn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Hồ Văn Cường. Nói với fan của Cường rằng hãy yên tâm, vừa rồi đi hát bên chương trình kia đó, thay vì tặng Cường tiền để xây nhà, xây cửa thì ồn ào lắm. Chúng tôi tạo điều kiện để Cường được hát, được đứng trên đôi chân của mình. Chương trình vừa rồi khoảng 200 triệu đồng, ký hợp đồng đàng hoàng, Ngọc Sơn chia sẻ thêm. Ngọc Sơn cũng cho biết tình hình hiện tại của Hồ Văn Cường vô cùng ổn định. Nam ca sĩ và Bầu Thủy giúp Hồ Văn Cường nhưng mọi chuyện vô cùng tế nhị. Chương trình nào của Cường là của cậu ấy đàng hoàng, không có kẹp theo, không có trả Ngọc Sơn nhiêu đó rồi trả Cường bao nhiêu cũng được, nam danh ca chia sẻ. Mức cát xê khủng của Hồ Văn Cường khi làm học trò Ngọc Sơn. Từ khi xác nhận đỡ đầu Hồ Văn Cường, danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Bầu Thủy liên tục khiến khán giả bất ngờ khi tổ chức các sự kiện đưa nam ca sĩ trẻ trở lại với con đường nghệ thuật sau những ồn ào. Đặc biệt hơn mức cát xê giọng ca sinh năm 2003 nhận được khiến ai nấy nghe xong cũng đều choáng váng. Danh ca Ngọc Sơn xác nhận đỡ đầu Hồ Văn Cường trên con đường nghệ thuật. Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã có cuộc trò chuyện cùng báo giới sau khi xác nhận sẽ giúp Hồ Văn Cường trên con đường nghệ thuật. Cả hai đã cùng lưu diễn trong sự kiện do doanh nhân Bầu Thủy tổ chức tại Ninh Bình. Nam danh ca không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn về cát xê giọng ca 18 tuổi nhận được trong sự kiện đó. Trong cuộc trao đổi cùng Thanh Niên, Ngọc Sơn chia sẻ, giúp đỡ Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho Cường hát, không phải cộng theo, mang theo show của Ngọc Sơn. Show của Cường có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay. Nói với fan của Cường là yêu tâm, vừa rồi đi hát ở bên kia đó, show của Bầu Thủy, nói thẳng luôn cho mọi người yên tâm. Thay vì tặng Cường xây nhà, xây cửa, chuyện đó nhạy cảm lắm, chúng tôi tạo điều kiện vừa hát hay mà Cường đứng trên bằng đôi bàn chân của mình thì cũng chừng 200 triệu đồng. Ký đàng hoàng. Nghĩa là một show cho Cường và tiếp tục làm những show tiếp cho Cường. Ngọc Sơn chia sẻ với báo giới về tình trạng và cát xê của Hồ Văn Cường. Bầu Thủy mong muốn đỡ đầu Hồ Văn Cường xây dựng ekip tạo điều kiện cho nam ca sĩ tiếp tục học và ca hát. Tại đây, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ thêm tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường rất ổn định. Mọi thứ hỗ trợ cho Cường đều nằm trong một sự tế nhị, hai anh em hết mình giúp cho Cường đứng trên đôi chân của mình. Show của Cường là show của Hồ Văn Cường chứ không phải Ngọc Sơn đem theo, không phải show Ngọc Sơn kèm theo Cường rồi muốn trả Cường nhiêu thì trả. Mỗi cuộc sống nó có cái khác nhau. Hồ Văn Cường cùng Ngọc Sơn đã tham gia sự kiện do doanh nhân Bầu Thủy tổ chức cùng có sự góp mặt của Hoàng Châu. Ngọc Sơn chăm sóc chu đáo cho Hồ Văn Cường trong sự kiện. Người hâm mộ dành lời khen cho danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Bầu Thủy đã không ngại những ồn ào, thì Phi sẵn sàng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tài năng trẻ. Trước đó, Ngọc Sơn tâm sự, nhìn hoàn cảnh của Cường, Ngọc Sơn và Bầu Thủy thương lắm. Khán giả hãy xem Cường như con em trong nhà. Ai cũng có sai sót, bản thân Ngọc Sơn cũng vậy. Chuyện đã qua hãy bỏ qua để nâng đỡ nhau tốt hơn. Ngọc Sơn và Bầu Thủy lúc nào cũng sát cánh, hỗ trợ, tạo điều kiện, dạy dỗ, hướng dẫn cháu Cường hát hay hơn. Ngọc Sơn chỉ dạy Hồ Văn Cường tận tình và đồng hành cùng nam ca sĩ trong chặng đường nghệ thuật phía trước. Những chia sẻ của danh ca Ngọc Sơn rất thẳng thắn, chân thật. Anh đã cho khán giả nhìn thấy rõ sự tâm huyết, hết mình đến Hồ Văn Cường sau những biến cố mà nam ca sĩ gốc Tiền Giang đã trải qua. Bên cạnh việc hậu thuẫn, nam danh ca còn là thầy giáo cùng nam ca sĩ lấp đầy những lỗ hổng về kỹ thuật thanh nhạc, học tập thêm về cách ứng xử với khán giả và cuộc sống. Có sự dìu dắt của người thầy giàu kinh nghiệm, người hâm mộ mong đợi chặng đường tham gia nghệ thuật của quán quân Việt Nam Idol Kids sẽ có thêm nhiều thành công.
Ngọc Sơn tự lái xế hộp đưa Hồ Văn Cường đi diễn. Sau thời gian xảy ra ồn ào liên quan đến tiền cát xê và mối quan hệ với công ty quản lý cũ, Hồ Văn Cường đã rời công ty và những định hướng riêng trong tương lai. Bằng sự tài năng, nam ca sĩ đã được danh ca Ngọc Sơn dìu dắt và doanh nhân Bầu Thủy hậu thuẫn trên con đường ca hát, trở lại hoạt động nghệ thuật. Trong sự kiện đầu tiên trở lại âm nhạc, Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn chăm sóc rất cẩn thận, lo lắng cho học trò rất chu toàn tận tay chuyển hành lý, lái xế hộp đến địa điểm tổ chức sự kiện. Có thể thấy mối quan hệ giữa nam ca sĩ trẻ và nam danh ca vô cùng khăng khít, mật thiết. Nam danh cho rằng giọng ca sinh năm 2003 sẽ trở thành một viên ngọc sáng nếu được rèn giũa bài bản. Hồ Văn Cường cậu bé chân chất sở hữu giọng hát bolero ấn tượng. Hồ Văn Cường sinh năm 2003, quê ở Tiền Giang, vì gia cảnh không có quá nhiều điều kiện, từ nhỏ Hồ Văn Cường đã phải đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Năm 2016, Hồ Văn Cường tham gia cuộc thi thần tượng âm nhạc nhí và giành được giải quán quân, với giọng ca truyền cảm. Anh đã chinh phục khán giả và các ban giám khảo, cũng từ cuộc thi này Hồ Văn Cường được nữ ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi. Với tính cách chân chất, thật thà của Văn Cường khiến ai cũng quý mến, dưới sự giúp đỡ của mẹ nuôi, nam ca sĩ được đi hát và được sống ở điều kiện đầy đủ hơn. Ngọc Sơn được khen vì hành động rõ ràng với học trò, điều mà ekip mẹ nuôi chưa làm được, tuyệt vời thầy Sơn. Trong một chia sẻ mới đây nhất, Ngọc Sơn đã cho biết con số cát xê của Hồ Văn Cường ở thời điểm hiện tại. Trong năm 2021, Hồ Văn Cường là một trong số những cái tên được khán giả đặc biệt quan tâm, từ ồn ào tiền cát xê với mẹ nuôi Phi Nhung cho đến cách hành xử sau khi cố ca sĩ vĩnh viễn ra đi. Sau một thời gian im lặng, tháng 12 năm 2021, Hồ Văn Cường chính thức tái xuất sân khấu sau thời gian dài vắng bóng. Nam ca sĩ được sự hỗ trợ từ danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thủy. Nhiều khán giả tò mò rằng, với sự đỡ đầu từ Ngọc Sơn và Bầu Thủy thì mức cát xê mà Hồ Văn Cường nhận được trong những chương trình gần đây sẽ là bao nhiêu. Mới đây danh ca Ngọc Sơn đã có những tiết lộ vì vấn đề này. Bầu Thủy và danh ca Ngọc Sơn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường. Theo đó trả lời báo Thanh Niên, Ngọc Sơn cho biết đây là chuyện tế nhị, anh và Bầu Thủy giúp đỡ Hồ Văn Cường bằng cách tạo ra những chương trình cho cậu bé hát. Không phải là cộng theo, không phải là mang theo những chương trình của Ngọc Sơn mà chính là chương trình của Cường. Có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay, Ngọc Sơn cho biết. Ngọc Sơn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Hồ Văn Cường. Nói với fan của Cường rằng hãy yên tâm, vừa rồi đi hát bên chương trình kia đó, thay vì tặng Cường tiền để xây nhà, xây cửa thì ồn ào lắm. Chúng tôi tạo điều kiện để Cường được hát, được đứng trên đôi chân của mình. Chương trình vừa rồi khoảng 200 triệu đồng, ký hợp đồng đàng hoàng, Ngọc Sơn chia sẻ thêm. Ngọc Sơn cũng cho biết tình hình hiện tại của Hồ Văn Cường vô cùng ổn định. Nam ca sĩ và Bầu Thủy giúp Hồ Văn Cường nhưng mọi chuyện vô cùng tế nhị. Chương trình nào của Cường là của cậu ấy đàng hoàng, không có kẹp theo, không có trả Ngọc Sơn nhiêu đó rồi trả Cường bao nhiêu cũng được, nam danh ca chia sẻ.